Xin chào bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay có mẫu xe đạp địa hình BT Windhoek Rider 540, hoặc là chiếc xe đạp khung nhôm mà mang thương hiệu của Phần Lan. Thì cái thương hiệu BT Win này thì các bác cũng khá là quen thuộc rồi. Thương hiệu rất là nổi tiếng của Phần Lan và được sử dụng rất là rộng rãi tại thị trường Pháp. Thì chiếc xe này được mang khung nhôm các bác nhé, màu sơn xám xi măng rất đẹp. Đây, size là size S các bác nhé, lát em sẽ đo size của chiếc xe sau. Đây, các bác đi vào nước sơn thì do là đã qua quá trình sử dụng tại nước ngoài và là xe bãi nhập khẩu về nên là cái vết xước như này là không thể tránh khỏi rồi. Đấy, li ti như này. Chứ còn chất lượng xe hay là khung sườn sơn thì các bác có thể nhìn trên hình rất là mới mịn. Đấy. Bộ chuyển động của xe thì sử dụng là Shimano Antut các bác nhé, với 9 tầng lít Antut 9 lít và gạt đĩa 3 tầng đĩa, gạt này là zin theo xe luôn các bác nhé, gạt zin theo xe 3 tầng đĩa cho xe có 27 tốc độ khác nhau. Vành bánh của xe là kích thước là 27,5 inch này các bác nhé, lốp này lốp zin theo xe này. Đây, quả lốp của BT Win này rất là ngon các bác nhé, các bác nhìn gai góc này nhìn rất là hầm hú rồi. Quả lốp này là nhân 2.0, 275 nhân 2.0. Thì toàn bộ chiếc xe này là em nhập khẩu nguyên zin hết 100% các bác nhé, nguyên bản hết 100%. Trên này sử dụng ghi đông cong đổ đèo. Đây. Ghi đông màu trắng này nó cũng là nguyên zin luôn theo xe các bác nhé. Ghi đông đổ đèo và tay bấm xả trên này sử dụng là Shimano Antut phanh dầu. Phanh này là zin theo xe và cái hãng này nó kết hợp với hãng Techo các bác nhé. BT Win đây và kết hợp với hãng Techo để sản xuất lên cái tay phanh này. Giảm sóc của xe là dầu, giảm sóc dầu thủy lực. Đũa này màu chrome rất là đẹp. Em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Và thì có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà bọn em đăng lên kênh. Thì các bác ở trên điện thoại ấn cái mũi tên trở xuống ở đây. Đấy. Thì những chiếc xe nào mà em đề giá đây. Đấy, thì giá bên em luôn công khai. Để trên phần tiêu đề hoặc là các bác xem đến cuối video thì sẽ có giá bán của chiếc xe. Và những chiếc xe nào mà ở phần tiêu đề em ghi là đã bán thì tức là chiếc xe đấy đã bán rồi. Ngoài ra thì các bác ấn... Các bác hay hỏi là không nhận được thông báo mỗi khi mà xe lên kênh thì các bác ấn đăng ký ở đây và ấn thêm nút chuông, chọn là tất cả để khi mà bên em đăng video lên kênh mỗi ngày một video thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xem bao giờ tâm trục đạp đến khóa yên là 43 cm, rồi khóa yên cái tâm cổ phốt là 54 cm, thì xe thua cho bác đi từ khoảng 1m60 đến 1m70 đi là phù hợp. Bộ chuyển động Shimano Antut thì 9 tầng lít và 3 tầng lít đạp, xe có 27 tốc độ khác nhau. Giá của chiếc xe bên em đang bán là 7.900.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết 100% tiền và 15% cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bạn đăng ký kênh ở góc phải màn hình, cộng với cả nút chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác cũng như lên kênh. Các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.